Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên trong giáo trình Minna no Nihongo cuốn số 1 nhé. Bài 1. Bài 1 này chúng ta sẽ làm quen với lại cấu trúc đơn giản nhất trong tiếng Nhật. Rồi đó là danh từ và danh từ desu. Rồi vậy cấu trúc này là gì nhé? Thì desu là động từ. Động từ này có nghĩa là thì, là. Nó giống với lại động từ to be trong tiếng Anh. Còn qua là trợ từ. Trong tiếng Nhật có rất nhiều trợ từ hết. Chúng ta làm quen với trợ từ đầu tiên trong tiếng Nhật đó là trợ từ qua. Trợ từ qua này ở bài 1 nó có nhiệm vụ là chỉ ra chủ ngữ chính trong câu. Chủ ngữ chính trong câu á. Rồi các bạn nhớ ha, động từ trong tiếng Nhật lúc nào cũng đứng cuối câu. Và trong câu sẽ xuất hiện các trợ từ. Tùy vào trường hợp ở bài số 1 này chúng ta sẽ làm quen với trợ từ qua, nó sẽ chỉ ra chủ ngữ chính trong câu. Thì trong cấu trúc này trước trợ từ qua là một danh từ và sau trợ từ qua là một danh từ. Cấu trúc này dùng để làm gì? Chúng ta sử dụng cấu trúc này để giới thiệu ha. Giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, vân vân ha. Các bạn phải nhớ là gì? Phải là danh từ nhé. Rồi. Giai đoạn đầu tiên các bạn làm quen với lại các cái đại từ nhân xưng trong tiếng Nhật nè. Đầu tiên là gì? Watashi. Watashi có nghĩa là tôi. Rồi, Anata. Anata là bạn. Bạn đây tức là ngôi thứ hai, ngôi thứ hai các bạn phải dư trong tiếng Anh đó. Rồi, đến ngôi thứ ba chúng ta có kare là anh ấy, Kanojo cô ấy. Đây là ngôi thứ ba số ít nhé, ngôi thứ ba số ít. Rồi, còn khi muốn nói đến ngôi thứ ba là sống nhiều, chúng ta có từ kare là họ. Họ. Rồi. Được chưa? Đây là các đại từ nhân xưng trong tiếng Nhật. Vậy bây giờ mình giới thiệu tôi. Tôi là Loan, để giới thiệu tên. Rồi sau watashi sẽ là trợ từ qua. Loan desu. Tôi là Loan. Được chưa? Anh ấy. Anh ấy là học sinh. Kare wa học sinh. Gakusei. Gakusei desu. Anh ấy là học sinh. Đây đang giới thiệu về nghề nghiệp ha. Anh ấy là học sinh. Rồi, hoặc cô ấy là người Việt Nam. Kanojo wa Việt Nam là Vietnamese. Vietnamese là Việt Nam. Bạn muốn chỉ ra người Việt Nam thì bạn thêm vào sau cái tên đất nước đó thì Jin. Jin là người. Vậy tên là Jin desu. Cô ấy là người Việt Nam. Cô ấy là người Việt Nam. Dạ. Ý được không? Quay lại nhé. Watashi wa Loan desu. Tôi là Loan. Kare wa gakusei desu. Anh ấy là học sinh. Kanojo wa Vietnamese desu. Cô ấy là người Việt Nam. Và sử dụng cái lúc này để giới thiệu về bản thân mình, hoặc là nói về một người nào đó, nói về tên, về tuổi, nghề nghiệp, có thể là xuất xứ, xuất thân, tùy. Rồi, đây là khẳng định. Vậy thì phủ định thì sao? Phủ định ha. Danh từ qua danh từ des là khẳng định. Vậy thì phủ định chúng ta chia động từ này, đưa hành des này về dewa arimasen. Dewa arimasen hoặc là ja arimasen. Lúc này nó là phủ định. Vậy thì nói tôi không phải là người Việt Nam. Tôi không phải người Việt Nam. Watashi wa người Việt Nam á, Vietnamese. Và nhớ là chữ Vietnamese này nó đang viết bằng katakana, bởi vì đây là từ ngoại lai. Còn chữ Jin này viết bình thường á, Vietnamese không phải là dewa arimasen. Tôi không phải là người Việt Nam, được chưa? Còn là gì? Cô ấy không phải là giáo viên. Cô ấy Kanojo. Kanojo wa giáo viên á, Sensei. Sensei dewa arimasen. Cố nhắc lại, các bạn có thể thay đề qua bằng ja trước bình thường nhé. Kanojo wa sensei dewa arimasen hoặc kanojo wa sensei ja arimasen đều được. Cả hai đều bằng nghĩa nhau hết. Rồi, đây là câu phủ định. Vậy thì câu hỏi thì sao? Câu hỏi bạn đưa về des thêm chữ cá là sao? Tên trước vẫn là danh từ qua danh từ. Vẫn là danh từ qua và danh từ hết. Danh từ 1 qua danh từ 2 desu ka. Đây là câu hỏi. Và là câu hỏi có không? Tức là sao? Danh từ 1 có phải là danh từ 2 không? Danh từ 1 có phải là danh từ 2 không? Hoặc danh từ 1 là danh từ 2 có phải hay không? Cho ví dụ, bạn có phải là sinh viên của trường đại học Khu Tây không? Họ nói câu đơn giản nè, bạn có phải là người Nhật không? Anata. Anata là bạn ha, là người đối diện mình á. Rồi, Anata wa vẫn đi với trợ từ wa ha. Đã là chủ ngữ thì lúc nào cũng đi với trợ từ wa. Nó không phân biệt, không chia cái trợ từ này theo các trợ từ nhân xưng nhé, mà cứ sau chủ ngữ là trợ từ wa. Anata wa người Nhật. Nhật là Nihon, cho thêm chữ Jin vào. Nihonjin desu ka. Bạn có phải là người Nhật hay không? Rồi, đối với câu hỏi có không, bạn có hai cách trả lời. Một, phải thì bạn nói là hay. Còn không, iie. Hay thì bạn sẽ lặp lại cái phần phía trước này. Hay nihonjin desu. Hay nihonjin desu. Vâng, là người Nhật. Bạn không cần nhắc lại chủ ngữ mình nữa, bởi vì người ta đang hỏi mình rồi nha, không cần watashi wa người ta vẫn hiểu. Còn nếu như ie thì bạn phải phủ định cái câu này. Nihonjin phủ định ha, dewa arimasen. Nihonjin dewa arimasen. Được chưa? Vâng, là người Nhật hoặc không, không phải là người Nhật. Yeah. Tức là gì? Sau hai sẽ là câu khẳng định và sau ie là câu phủ định. Và thêm một cách trả lời nữa trong hội thoại thôi nhé, trong hội thoại khi mà nói đúng rồi mình trả lời là hay sou desu, hay sou desu cũng được, không cần phải thì không chuyên được ha. Và nhắc lại đây chỉ là trong hội thoại thôi nhé, hay nihonjin desu hoặc là hay sou desu. Còn ie nihonjin desu arimasen hoặc là ie nihonjin ja arimasen. Rồi. Để trên đây là câu khẳng định ha, des phủ định, dewa arimasen hoặc là ja arimasen. Câu hỏi là des cá, bạn thêm chữ cá vào sau câu nó sẽ mặc nhiên trở thành câu hỏi. Và đây là câu hỏi có không. À, rồi. Ra một lần ví dụ này ha. Cho mình hỏi Amira có phải là nhân viên công ty không? Hỏi sao? Ừ, cho là Mira. Anh này người nước ngoài cho nên tên Mira của anh biết bằng thật là này. Có được không ha? Mira sao? Khi nói về người khác, nói về tên của người khác, lúc nào cũng có chữ sàn vì chữ sàn. Nhưng nói về tên của mình, không có nói watashi wa ransan desu nhé, watashi wa ran desu mà thôi. Chỉ có nói về người khác chúng ta mới gắn chữ sàn vào nhé. Trời, mira-san chủ ngữ đi với trợ từ qua, mira-san wa nhân viên công ty, kaishain, kaisha là công ty, bạn thêm chữ in và in là chữ viên, viên trong nhân viên ha, nhân viên công ty, kaishain có phải không desu ka? Mira-san và Kaishain desu ka? Trời, trả lời hay Kaishain desu hoặc là gì cũng trả lời ngắn hơn, hay sou desu. Sou desu là đúng như vậy ha, đúng như vậy, vâng đúng vậy. Còn ie là phủ định ha, ie kaishain phủ định, dewa arimasen hoặc là gì ja arimasen cũng được. Cho đây là bạn nói về nghề nghiệp ha. Rồi bây giờ mình học một số cái tên nước. Rồi, đầu tiên là gì? Việt Nam, nhắc lại về tù nam nữ là Việt Nam. Rồi, Nhật, Nihon. Và lưu ý ha, trong tiếng Nhật những từ nào có nguồn gốc xuất phát từ nước ngoài nha, thì sẽ được phiên âm bằng katakana. À, còn nếu là từ thuần Nhật nó sẽ viết bằng hiragana. Thật ra là nó có kanji nhưng các bạn chưa học kanji á, mình viết hiragana thôi. Nihon là Nhật Bản, chữ Nhật ghép với chữ Bản luôn đó. Rồi Hàn Quốc, Hanguk, Hanguk Hàn Quốc, Hanguk Hàn Quốc. Cho nên nước gần mình nữa, Chūgoku Trung Quốc, Chūgoku Trung Quốc. Rồi xác mình Thái, Thái là dễ, Thái Lan là Thái, 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 Thái Lan. Rồi Lào, Raosu, Raosu, Raosu Lào. Trời Ấn Độ, Indo. Indo, Ấn Độ. Ấn Độ hả? Còn Indonesia là nó viết hẳn hò luôn, in. Đọc sao viết dạ Indonesia, nhưng mà nó viết katakana là Indonesia. Đọc y chang vậy luôn á, Indonesia. Rồi Mỹ á, giờ mình qua châu Âu, Mỹ. Mỹ, America. America, America, Mỹ. Rồi Anh, nước Anh á, Anh Quốc. Igirisu, 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 Hàn Quốc. Và chữ này nó bằng một chữ nữa ha, Eikoku, cũng là Hàn Quốc luôn, Eikoku. Và lưu ý ha, ở đây nó có chữ y, và chữ y này đang là trường âm của chữ e. Một là bạn đọc cho rõ Eikoku, hai là bạn đọc chữ y nó thành trường âm của e luôn, Eikoku. Còn bạn đọc Eikoku ra chữ khác ha, mất chữ y ra chữ khác. Rồi tới nước gì nữa? Đức, đô, Deutsch, Deutsch. Từ này từ tiếng Đức mà ra luôn hả? Deutsch, Đức. Nha. Mỹ thôi, Anh rồi, Đức rồi ha, Pháp. Pháp tiếng Anh là France, thì tiếng Nhật nó phiên từ chữ đó ra ha, Sudansu, 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 Pháp. Rồi ở trong bài các bạn xuất hiện nước Brazil nhé, Burajiru, 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 Brazil. Burajiru, Brazil nhé. Rồi. Rồi Philippines. Đọc sao viết vậy ha? Firipin, Philippines, Philippines. Philippines. Rồi Mareshia, Mareshia là có trường âm ha, Mareshia. Các bạn ở những bước đầu mình học chữ cái thì chỗ nào có trường âm bạn đọc chịu khó đọc dài ra để cho chúng ta nhớ chỗ đó có trường âm. Và khi bạn đọc đúng thì mình mới viết đúng được ha. Bạn cứ đọc Malaysia, Malaysia, Malaysia là đến lúc bạn viết nó mất luôn trường âm. Và mất trường âm mặc nhiên chữ của bạn nó không có nghĩa, hoặc là nó nhầm sang cái nghĩa khác ha. Malaysia, Malaysia. Rồi. Thì bạn lấy tên nước, bây giờ mình học ha, lấy cái tên nước gắn vào cho nó chữ Jin. Jin là người. Bạn sẽ có danh từ chỉ người của cái nước đó, được chưa? Người, nước gì đó. Như Việt Nam là Việt Nam là người. Người Việt Nam, Việt Nam là người gì? Nhật, Nihon, người Nhật, Nihon gì? Hàn Quốc, Hangguk, người Hàn Quốc, Hangguk gì? Trung Quốc, Chūgoku, người Trung Quốc, Chūgoku gì? Thái Lan, Thái, người Thái Lan, Thái gì? Rồi, Philippines, Philippines, người Philippines, Philippines gì? Rồi, Malaysia, người Malaysia, Malaysia gì? Đức, Deutsch, người Đức, Deutsch gì? Mỹ, America, America gì? Được chưa? Bạn cứ cộng tên nước cộng với chữ gì là bạn ra người của nước đó ha. Rồi, và bây giờ mình học thêm một số từ chỉ cái nghề nghiệp ha. Rồi, nãy nói rồi, giáo viên là gì? Sensei. So that's sensei. Sensei, huh? Giáo huấn. Thì sensei này bạn còn một từ nữa bằng nghĩa ha, là kyōshi. Kyō này có trường âm. Kyōshi cũng là giáo huấn. Vậy thì nó khác nhau chỗ nào? Thưa các bạn, kyōshi này là chỉ về chức danh, nghề nghiệp. Nghề nghiệp của cô là kyōshi, cô là giáo viên ha. Nhưng mà khi người ta gọi, ví dụ các bạn gọi cô ơi, gọi thầy ơi, thầy giáo, cô giáo gì đó, cách gọi thì lúc này gọi là sensei. Được chưa? Đó là sự khác biệt ha. Mình nhớ lại kyōshi là bạn nói về chức vụ, chức danh, nghề nghiệp ha. Còn sensei là cái cách gọi. Bạn gọi cô là sensei á, hoặc gọi thầy cũng là sensei luôn. Rồi, tiếp nhân viên công ty. Mày nói rồi ha, Kaishain. Kaisha là công ty, thì Kaishi là nhân viên công ty. Chơi ngân hàng là Ginkou. Và chữ cô có trường âm ha, Ginkou. Vậy thì thêm chữ in vào. Ginkou in, nhân viên ngân hàng. Ginkou, nhớ cái cô có trường âm nhé. Ginkou in, Ginkou in, nhân viên ngân hàng. Trời, bác sĩ. Isha, Isha. Chữ này chữ si và chữ da nhỏ nhé. Isha, Isha, bác sĩ. Isha, bác sĩ. Rồi, là gì nữa? Học sinh. Gakusei. Gakusei là học sinh. Cho học sinh cấp nào thì chia ra hết. Rồi, học sinh tiểu học. Chūgoku. Chūgoku, học sinh tiểu học. Chūgoku. Chūgoku, học sinh tiểu học. Rồi, học sinh trung học, tức là cấp 2 á. Chūgoku. Chūgoku, học sinh cấp 2. Rồi, cấp 3. Gakusei. Cả hai đều có trường âm ha. Gakusei. Bạn đọc cô nó là ở đây nhé. Rồi, Gakusei, học sinh cấp 3. Rồi, còn sinh viên đại học là gì? Daigakusei. Bạn thêm chữ đại vào trước khi Gakusei lên ha. Daigakusei, sinh viên. Daigakusei, Daigakusei, sinh viên. Rồi, kỹ sư. Engineer. Engineer giống giống tiếng Anh. Engineer. Engineer, kỹ sư. Được chưa? Yeah. Đây là một số từ vựng chỉ về nghề nghiệp ha. Ví dụ nói tôi là giáo viên. Watashi wa sensei desu. Hoặc watashi wa kyōshi desu. Chứ tôi là nhân viên công ty. Watashi wa kaishain desu. Bạn nhớ là có desu á. Desu là động từ, không có động từ câu vậy không có nghĩa. Rồi, watashi wa ginkou in desu. Watashi wa isha desu. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa daigakusei desu. Hoặc watashi wa engineer desu. Được chưa? Đó là câu khẳng định. Rồi. Và hồi nãy cô nói là chúng ta dùng cấu trúc này để giới thiệu tuổi. Rồi bây giờ mình học tuổi, cô nói sao ha? Cho nói tuổi. Cho nên muốn nói tuổi đầu tiên mình học cách đếm số trước. Đếm số ha. Cho nên đầu tiên số 1. Ichi. 2, 3, 4, 5, 6, rột cự 7, 7, 8, 7, 8, 9, 9 trời 10, 10. Đây là một số đọc ha, với loại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 từ 1 đến 10, từ hàng 11 trở đi. Bạn ghép cái hàng trụ này với cái hàng đơn vị là ra. Ví dụ 11, 10, 1 11, trời 12, 12 13 tương tự ha, 13 rồi 14, 14 15, 15 16, 16 17 17, 18, 19 trời 20. Thì bạn ghép số 2 này với lại hàng chục. Số 2 đến số 10 là Nishi 20 trời 30 Sanju. Mình ghép qua lên trời 40 Yonju rồi 50 Goju. Được chưa? Tương tự như thế 60 Rokuju 70 Nanaju 80 Hachiju 90 Kyuju rồi 100 thì nó sang chữ khác. Hyaku 100. Được chưa? Hi, chữ này là hi và chữ dài nhỏ hia. Hyaku là 100. Được chưa? Trời, ít có ai trên 100 tuổi ha. Giờ mình đếm tới 100 trước đi, hôm sau mình đếm tới số khác ha. Trời, vậy bây giờ nói tuổi thì sao? Bạn đọc cái số đếm này gọi là chữ sai. Đếm tuổi ha. Tuổi trong tiếng Nhật là sai. Tuổi. Cho bạn gắn thành trước cái số trên cùng. Nhưng lúc này nó sẽ xảy ra việc gọi là biến âm. Rồi 1 là gì? Ichi. Thì 1 tuổi là Ichisai, đúng không? Nhưng mà ở đây nó sẽ biến âm thành Isai. Isai 1 tuổi. Rồi 2 tuổi bình thường Nisai. 3 Sansai 4, 4 sai 5, 5 sai 6, 6 sai 7, 7 sai vẫn đang bình thường hết. Nhưng đến số 8 nó bị nằm này. Số 8 là Hatachi. Các vị đã Hatachi sai thì người Nhật sẽ nói Kaishain. Kaishain 8 tuổi. Cô dâu 8 tuổi ha. Phiền á. Rồi, Kaishain 8 tuổi. Rồi, 9 tuổi là gì? Kyūsai. Và số 10, tiếng Anh á, Jisai. Chữ này hơi khó đọc một chút xíu. Chữ này mình đọc được Ju. Ju, 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 Jisai. Jisai 10 tuổi. Rất là tiếng Anh. Rồi. Mấy loại này, Isai, Nisai, Sansai, Yonsai, Gosai, Rokusai, Nanasai, Hassai, Kyusai và Jisai. Cho từ 11 trở đi thì bạn ghép cái số 10 với lại cái hàng này. Jiu là 10, 11 Jiu Isai. 11 tuổi. Nisai. Vậy chỉ cần ghép thôi ha, ghép vào với cái hàng đơn vị, chỗ nào biến âm thì mình biến âm theo. Trời tương tự. Trời 13 Jiu Sansai, 14 Jiu Yonsai, 15 Jiu Gosai, 16 Jiu Rokusai, 17 Jiu Nanasai, 18 Jiu Hassai. Nhớ hả? Cái nào biến âm thì là ở dưới này mình cũng biến âm theo. Jiu Hassai, 18 tuổi. Là tuổi các bạn mới vào đại học á. Jiu Hassai. Chơi 19 Jiu Kyōshi. Chơi 20 là Niji. Niji đúng không? Thì bây giờ hàng chục nó đã biến âm rồi thì bạn ghép vào còn biến âm ha. Nijisai. Nijisai 20 tuổi. Nhưng ở 20 tuổi này người ta lại không đọc là Nijisai mà người ta có một từ khác ngắn hơn từ này rất nhiều. Hatachi. Qua trở thân ha. Hatachi 20 tuổi. Hatachi 20 tuổi. Thật ra trong ông nói các bạn nói Nijisai người ta vẫn hiểu ha? Vẫn biết là 20 nhưng mà gì nói chưa đúng rồi, được chưa? Ví dụ như bây giờ tháng tư mà nói tháng tứ người ta vẫn hiểu đó là tháng tư, nhưng mà cái chữ tứ đó của bạn về cái mặt ngữ âm ngữ nghĩa nó sai nha. Cho Hatachi là 20. Cho 21 thì bạn về lại số đấy bình thường ha, là Niji. Nó về lại là Niji. Rồi 20 rồi, 1 là 1. Niji Isai 21 tuổi. Tương tự ha, 22 Niji Nisai, Niji Sansai, vân vân. Cho đến 30. 30 là Sanju thì bây giờ nó thành Sanjusai. Sanjusai 30 tuổi. Trời 40 tuổi Yonjusai. Rồi 50 Gojusai, 60 Rokujusai, 70 Nanajusai, 80 Hachijusai, 90 Kyujusai, rồi 100 tuổi. Trăm nãy nói rồi ha. Hangkusai. Đấy chưa? Rồi. Đây là các nói tuổi. Chứ bây giờ nói tôi 18 tuổi. Tôi 18 tuổi. Trời Watashi. Watashi wa, nhớ rồi từ wa ha. Hassai desu. Tôi 18 tuổi. Watashi wa Juhassai desu. Juhassai desu. Watashi wa Juhassai desu. Tôi 18 tuổi. Rồi bây giờ hỏi bạn 20 tuổi phải không? Hỏi sao? Anata wa. Bạn ha. Anata wa 20. Hatachi. Nhớ nha, 20 tuổi là Hatachi. Hatachi desu ka? Câu hỏi. Anata wa Hatachi desu ka? Là bạn 20 tuổi phải không? Không. Trả lời không. Yeah. Tôi không phải 20 tuổi. Hatachi ổn định ha. Hatachi ja arimasen. Tôi 18 tuổi. Lúc này bạn phủ định rồi, bạn khẳng định lại cái câu đúng cho người ta hết. Ie Hatachi ja arimasen. Jiu Hassai desu. Jiu Hassai desu. Đây là trong văn hóa trả lời của người Nhật hết. Một khi đúng thì có thể là gì? Bạn cứ nói là hay so đạt rồi. Nhưng khi bạn nói nó là sai thì bạn phủ định điều đó, xong bạn nói lại cái điều đúng cho người ta. Ví dụ ie Hatachi ja arimasen chứ hassai. Hoặc là hỏi bạn là giáo viên phải không? Anata wa sensei desu ka? Ie sensei ja arimasen gakusei desu. Không, tôi không phải là giáo viên, tôi là học sinh, tôi là sinh viên, được chưa? Nào. Đây là cấu trúc đầu tiên của mình. Cho bài số 1 này các bạn học chủ yếu là cấu trúc này, nhưng còn thêm một điều nữa. Bạn có trợ từ qua rồi nha, các bạn nhớ lưu ý dùm cô những cái trợ từ trong tiếng Nhật cực kỳ quan trọng. Có một số bạn khi các bạn mới học tiếng Nhật bạn sẽ cảm thấy là gì? Kanji khó, Hán tự nó khó. Nhưng xin thưa các bạn là gì? Hán tự nó không khó đâu, trợ từ nó mới khó đây. Bởi vì Hán tự các bạn chỉ cần học thuộc lòng thôi, nó không có trường hợp ngoại lệ, chữ nào đọc sao là đọc như vậy rồi. Nhưng mà trợ từ là nó có sự biến hóa tùy thuộc vào cấu trúc của câu. Cho ở đây bài số 1 bạn sẽ học thêm một trợ từ nữa, đó là trợ từ nô. Nô này dùng để làm gì? Nó cũng nối giữa hai danh từ. Nhắc lại, nó nối giữa hai danh từ. Phải là danh từ mới nối được bằng nô, không phải danh từ không nối được nô ha. Nô này có chức năng là gì? Chỉ sự sở hữu hoặc là bổ nhiệm. Trong trường hợp chỉ sở hữu, nô này bạn có thể dịch nó là của. Nhưng trong tiếng Nhật của các bạn hết, trật tự từ trong tiếng Nhật đảo ngược so với lại tiếng Việt của mình, tức là sao? Trong tiếng Nhật danh từ 1 nô danh từ 2, nhưng khi sang tiếng Việt nó chính là gì? Danh từ 2 của danh từ 1. Là ví dụ mẹ của tôi, mẹ trong tiếng Nhật là Hana, thì Hana phải đứng đằng sau, còn tôi Watashi phải đứng đằng trước ha. Bạn lật ngược hai danh từ nữa lên, Watashi no Hana, mẹ của tôi. Đó, mẹ của tôi. Đây nó đang gì? Chỉ sự sở hữu. Cho bạn là gì? Cái cặp của anh Mira. Mira-san no, cặp ha, cái cặp. Kaban, cái cặp của anh Mira, cặp của anh Mira. Quay lại trật tự từ trong tiếng Nhật nó ngược với tiếng Việt của mình. Cái nhà của tôi thì chuyển sang tiếng Nhật phải là tôi trước rồi mới tới cái nhà. Watashi no uchi, cái nhà là uchi. Hoặc cái ghế của tôi, Watashi no isu, được chưa? Rồi. Còn về mặt bổ nghĩa tức là sao? Nó có thể chỉ những cái gì xuất xứ, cái thể loại của cái danh từ đó. Cô đã ví dụ sách là hồn, sách ha, hồn. Rồi sách gì? Sách tiếng Nhật, tiếng Nhật là Nihon, Nhật là Nihon rồi, và thêm chữ go vào nó sẽ trở thành là tiếng Nhật Nihongo no hon, sách gì? Sách tiếng Nhật. Lúc này nô này không chỉ sự sở hữu nữa, nó đang là gì? Bổ nghĩa, chỉ thể loại, chỉ xuất xứ của cái danh từ này ha. Sách tiếng Nhật. Sách tiếng Nhật. Còn là gì? Rượu vang Pháp, rượu vang wine Pháp, France no wine, rượu vang Pháp nữa. Nó chỉ cái xuất xứ của cái danh từ này. Thì trong trường hợp này bạn có thể dịch của hoặc là gì không dịch của, tùy theo trường hợp. Nói ví dụ như trường hợp sách tiếng Nhật này bạn phải dịch của vào sách của tiếng Nhật, thì về mặt tiếng Việt mình nó lại không sử dụng như thế. Hoặc rượu vang thì có thể nói rượu vang của Pháp được, hoặc rượu vang Pháp đều được. Tức là trong cái vai trò là bổ nghĩa thì tùy từng trường hợp mà mình có dịch của hay không dịch của. Nhắc lại trợ từ nô này có hai chức năng, một là chỉ sự sở hữu, hai là gì? Bổ nghĩa. Và bạn nhớ một điều nữa là cái trật tự từ trong tiếng Nhật nó ngược so với lại tiếng Việt của mình. Cho nên mình muốn bổ nghĩa cho cái nào Thì mình đem danh từ chính đó ra đằng sau, cái phần bổ nghĩa đem ra đằng trước. Mẹ của tôi, Watashi no mama, danh từ chính của mình là mẹ. Rồi tôi đem ra đằng trước. Rồi cặp của anh Mira, cái cặp danh từ chính Kaban đem ra đằng sau, Mira-san đem ra đằng trước. Iriska tương tự cho những trường hợp khác. Rồi xong hết, theo tự luôn. Nè, bài này các bạn học chủ yếu là cái cấu trúc danh từ 1 qua danh từ 2 để được chưa? Thứ hai nữa là cái trợ từ nô nè. Để gì mình nói về xuất xứ, về nghề nghiệp, tên, tổ nghiệp vụ của bản thân mình hoặc là một người nào đó. Idesca. Cho đến nay là hết cấu trúc ngữ pháp của bài số 1. Này, minasan, otsukaresama desu. Sayonara.